này. Thanh niên bảo có nhu cầu một cây phấn cổ nhá, thì có cái cây này. Nó cao khoảng tầm 70cm thôi, nhưng mà đường kính tán của nó chắc phải được 1m em ạ. Đó, đường kính tán rất là rộng, đặc biệt là nụ chi chít này. Đó, rất nhiều nụ luôn. Còn một cây nữa là cây bé hơn, tờ chiều cao cũng như thế, cũng có nụ rồi, nhưng mà cây không được không được đẹp bằng cái cây kia. Cây này gốc thì bằng ngón chân cái, còn cây kia thì gốc đường kính chắc cũng phải tầm được 3 phần ạ. Ông tán tròn đẹp không? Rồi chị chụp hình chị gửi qua cho. Đấy, hai cây như thế nhá. Chốt cây nào thì báo chị nhá. Thanh niên ơi, thanh niên cần một cây trà phấn cổ. Trà ta, trà này là màu hồng và có nhị nha em nhá. Đây, chị quay cho em cái cây này. Cây này khá đẹp, có nụ hết rồi nha em nhá. Đó. 1 2 3 4, khoảng cao khoảng tầm 80cm. Tán cũng rất là đấy. Đấy thì em cân nhắc ba cái cây đấy, thì em lấy cây nào thì em bán. Nếu mà cây nhỏ nhỏ xinh xinh thì cây này cũng đẹp đấy em ạ. Cái này là một trong những loại trà hiếm. Nói chung là nó ít còn giống. Còn đâu ví dụ trà cung đình này, hoặc là trà bạch, hoặc là trà thâm hồng bát diện thì nhiều lắm em ạ.